Chào các bạn, trong cái nghề môi giới bất động sản thì có những cái trường hợp rất là phổ biến xảy ra khi mà chúng ta có những cái dịch vụ hợp đồng, đó là khách trả gần tới, đấy, cách nhau khoảng tầm từ 50 triệu đến 500 triệu. Thì những cái trường hợp này chúng ta sẽ làm như thế nào? Ví dụ như cái nhà 10 tỷ mà khách mới trả 9 tỷ rưỡi, còn cách khoảng 5 triệu nữa thì mới đạt được cái giá mà hai bên mong muốn. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta cần phải làm như thế nào? Thì đây là một cái trường hợp rất là phổ biến và rất là thực tế nha. Đấy là cọ sát rất là thực tế. Tôi rất cân nhắc khi mà ra cái video này, bởi vì thực ra là đây là một trong những cái kỹ thuật, cũng không phải là kỹ thuật nhưng mà là một cái cách chúng ta làm nghề. Và thường thì khi các bạn thấy là người ta chia sẻ những cái kỹ năng về môi giới bất động sản ở những cái kênh khác chẳng hạn, thì cũng không hiếm có ai mà người ta chia sẻ đến những cái bước mà kỹ càng như thế này cả. Nhưng mà tôi được những cái người mới hỏi những câu này rất là nhiều và tôi cân nhắc rất là nhiều để ra cái video này. Thì chính vì vậy hôm nay là tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà chúng ta làm khi mà khách hàng trả gần tới rồi, còn cách giá của hai bên cách nhau khoảng tầm 50 triệu, 500 triệu thì chúng ta phải làm như thế nào. Các bạn chờ xem nhé. Đầu tiên thì cái khoảng cách, lấy ví dụ ở đây ha, nhà 10 tỷ và khách trả 9 tỷ rưỡi rồi, chúng ta cần phải làm như thế nào, cách nhau khoảng 500 triệu. Thì cái bước đầu tiên thì các bạn chính là những người môi giới bất động sản, các bạn rất là rành khu vực, thì các bạn phải định giá cái nhà đó lại nữa, một lần nữa, vừa định giá cơ bản vừa định giá nâng cao, để xem là cái giá mà chủ nhà rao, chủ nhà muốn chốt, hay là cái giá của khách hàng muốn mua, giá nào là hợp lý hơn. Thì các bạn làm thị trường thì các bạn sẽ hiểu được cái giá ở khu vực đó là bao nhiêu tiền một mét vuông, và với ngay nhà những cái kết cấu như vậy, cũ hay mới như vậy, và cái vị trí như vậy, và cái độ tiện nghi như vậy, tất cả mọi thứ xung quanh thì các bạn sẽ hình dung trong đầu mình được. Các bạn sẽ định giá để xem là căn nhà đó giá là bao nhiêu là hợp lý. Nếu như mà cái giá của chủ nhà hợp lý hơn á, thì các bạn phải kéo khách lên, kéo khách kế lên từ 9 tỷ rưỡi, các bạn phải kéo lên 9 tỷ 7, 9 tỷ 8 hoặc là 9 tỷ 9 hay là 10 tỷ chốt. Vì nếu như cái giá 10 tỷ là cái giá hợp lý của chủ nhà đưa ra giá hợp lý bằng với giá thị trường, nó không có gì cao quá, thì các bạn phải cố gắng kéo khách lên và các bạn phải thuyết phục khách và nói là bằng tất cả những cái kinh nghiệm của các bạn, thì các bạn phải nói cho khách hiểu là cái giá 10 tỷ mới đúng là giá đúng, còn giá 9 tỷ rưỡi thì đôi lúc là anh chị cả cũng gần sát rồi nhưng mà nó chưa thực tế, chưa đúng với thị trường, thì thuyết phục họ như vậy. Và ngược lại các bạn nhé, nếu mà giá của khách hàng mà đúng, mà giá chủ nhà cao quá chủ nhà luôn, thường thì những cái chủ nhà là luôn muốn bán được giá cao mà, ai cũng vậy cả, tiền mà các bạn, thì trường hợp này các bạn phải thuyết phục chủ nhà và chứng minh cho họ thấy là cái nhà của chị là cái gì, giá này phù hợp này, chị đang rao giá này cao quá đấy, thì phải cho họ điều chỉnh lại và cố gắng kéo họ xuống. Đây là bước thứ nhất các bạn nhé, các bạn phải là người định giá và xem là cái giá nào phù hợp hơn để tiến hành kế bên nào các bạn nhé. Bước thứ hai thì nếu như mà có những cái trường hợp, rất là nhiều trường hợp mà chủ nhà, ví dụ đi chủ nhà biết giá là họ rao cao đó, nhưng mà họ tính họ rất là cứng và họ một là một, hai là hai, người ta không có một là một, hai là hai, người ta không có chịu nói chuyện, người ta không tiếp, cũng không chịu xuống. Thì lúc này á, các bạn giữa bên khách và bên chủ nhà đấy, thì các bạn phải lựa bên nào, cái tính bên nào tính tình bên nào người ta dễ hơn hoặc là mềm hơn, người ta biết thông cảm hơn, thì các bạn lựa bên đó các bạn nói chuyện các bạn nhé. Có rất là nhiều trường hợp, ví dụ như chủ nhà thì dễ nhưng mà khách khó, có nhiều trường hợp thì ngược lại, khách thì dễ nhưng mà chủ nhà rất là khó tính. Thì các bạn phải biết lựa bên nào mềm mỏng hơn mà các bạn nói chuyện, chứ bên kia người ta cứng xong rồi mình không làm việc được thì mình đâu có tác dụng gì đâu, đúng không nào? Nhưng mà cũng có nhiều trường hợp người ta sẽ hỏi, các bạn sẽ hỏi là vậy hai bên cùng cứng thì sao, thì lúc này mới là một câu chuyện khó. Thực sự thì bản thân tôi lúc giờ làm thì cũng có nhiều trường hợp như vậy, cả hai bên cũng rất là cứng và rất là khó khăn, nhưng mà chắc chắn lúc đó các bạn sẽ nghĩ ra cách, tức là cứng cho dù cứng nhưng mà các bạn cũng phải là thuyết phục, cố gắng thuyết phục họ. Nhưng mà nếu như mà cuối cùng hai bên vẫn cứng không chịu để các bạn thuyết phục thì làm như thế nào, ở cái bước cùng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn ha. Đó là bước thứ hai, lựa xem tính người nào mềm hơn thì các bạn hãy làm việc đấy. Hai bên cùng mềm thì dễ rồi, hai bên cùng mềm dễ tính thì các bạn và có thể dễ làm việc, nhưng mà một bên nào mà cứng quá thì các bạn hãy cố gắng làm việc ở bên còn lại các bạn nhé. Thà mình nắm chắc một đầu hơn là không nắm chắc đầu nào cả đấy. Đó là bước thứ hai. Bước thứ ba thì giả sử với khách đi bây giờ lúc này khách ha, bạn các bạn cần kéo khách lên ha, ví dụ 9 tỷ rưỡi thì bây giờ khách còn xa với giá chủ nhà quá, cách 5 triệu, thì các bạn phải kéo khách lên bằng cách là nêu bật những cái đặc điểm của cái nhà đó, những cái ưu điểm của nó như thế nào, cái đặc điểm của nó như thế nào, và
các bạn phải khẳng định cho họ là cái căn nhà đó, nhắn cho họ biết một lần nữa là cái căn nhà đó nó phù hợp với họ như thế nào. Đấy, tôi luôn nói những cái video trước là không có những căn nhà nào mà tốt nhất cả, chỉ có những căn nhà phù hợp nhất thôi, đúng không nào? Thì chắc chắn khi mà người ta lựa căn nhà đó thì nó sẽ có những cái đặc điểm nào đó nó phù hợp với người ta, và nó đầy đủ đáp ứng tiêu chí thì người ta mới mua, đúng không nào? Tại sao người ta không chọn những cái khác mà người ta chọn cái này? Thì chắc chắn sẽ có lý do, và các bạn sẽ biết, phải biết những cái lý do đó, và các bạn hãy nhấn mạnh những cái lý do đó một lần nữa và cho họ biết được cái ưu điểm của căn nhà nó phù hợp với họ như thế nào. Đây là cái lựa chọn cơ hội duy nhất như thế nào. Nếu như mà họ không mua căn nhà này thì họ sẽ bỏ lỡ một cơ hội để mua một căn nhà đúng với cái gu mình như thế nào. Tất cả các bạn phải nhấn lại mạnh là cho họ biết một lần như vậy, và dựa vào những cái ưu điểm như vậy thì các bạn hãy cố gắng là thôi bây giờ giá này cũng sắp được rồi, thì anh coi như là mình được căn nhà ưng ý thì anh sẽ cố gắng lên một xíu nữa. Thì đấy, mình nhiều cái ưu điểm như vậy thuyết phục họ lên các bạn nhé. Cố gắng là cho họ biết là căn nhà rất phù hợp với họ. Còn đối với chủ nhà thì các bạn cũng phải khẳng định cho họ một lần nữa để họ biết là cái khách này nó thiện chí như thế nào. Các bạn đã dẫn bao nhiêu khách tới căn nhà nhưng mà người ta không phải là khách nào cũng mua cả. Chắc chắn một căn nhà đó phải dẫn rất là nhiều khách tới nhà, tới xem nhà, trừ khi là căn nhà đó thực rất rẻ so với thị trường thì có nhiều nhà đầu tư người ta không quan tâm thì người ta về ở hay không, những giá rẻ thì người ta mua. Còn đối với những căn nhà bình thường ấy, thì đa số mình phải dẫn rất là nhiều khách, và khách phù hợp ấy, thì người ta mới mua, đúng không nào? Thì các bạn cũng phải khẳng định với chủ nhà một lần nữa là khách này phù hợp như thế nào và nó thiện chí như thế nào. Đấy, thì cũng phải nói với họ cho biết là cho họ biết là mình đã dẫn biết bao nhiêu khách tới căn nhà, nhưng mà không phải là người nào cũng sẵn sàng thiện chí và người nào cũng sẵn sàng trả giá. Đấy, các bạn phải biết là phải đến cả trăm khách xem vị trí bên ngoài thì cũng có đến mà chỉ mà phân nửa người là muốn xem bên trong, và phân nửa người 50 khách muốn xem bên trong thì cũng lọc ra vài người để đưa vào tầm nhóm của họ, và vài người đưa vào tầm nhóm của họ thì chỉ có 1-2 người trả giá, mà trả giá mà gần sát như vậy rất là khó. Thì phải các bạn phải cho chủ nhà biết cái chuyện đó. Đấy, có thể là người ta ra 10 tỷ, đúng không? Có những nhà các bạn phải cho họ biết là có những cái khách người ta thậm chí là trả chỉ có 8 tỷ 8 tỷ rưỡi thôi. Đấy, thì các bạn sẽ cho biết là cái người này là thiện chí như thế nào, phù hợp với nhỏ như thế nào, và rất khó để tìm một khách hàng thiện chí như vậy như thế nào, và rất khó để tìm một cái khách hàng mà trả gần sát giá như vậy như thế nào. Thì phải nói cho họ biết, và các bạn hãy để cho họ là anh chị bây giờ thay vì anh chị cố gắng bán cái giá được cái giá như vậy thì anh chị hãy cố gắng xuống một xíu để mình có thể là hai bên gặp nhau. Và đó, các bạn hãy tư vấn cho họ biết là ví dụ như bây giờ cái tiền này anh chị đúng không chỉ có 100-200 triệu, anh chị kỳ kèo ví dụ như bây giờ khách này anh chị không chốt được, nhưng mà đấy vài tháng sau nữa anh chị mới bán được đấy, hoặc là có thể 1 năm sau anh chị bán được. Nhưng mà bây giờ ví dụ như anh chị bán số tiền 9 tỷ mấy thôi, nó cách nhau 100-200 thôi, nhưng mà với số tiền đó anh chị bỏ ngân hàng nó vài tháng thì nó cũng lên tiền lãi như y chang như vậy. Đấy, thì đấy là các bạn phải tư vấn cho họ như vậy. Đó, lúc đây là thực sự chúng ta phải nghĩ như vậy và mở ra cho họ biết những cái tư duy lâu dài như vậy, cái lợi ích lâu dài như vậy. Thật sự các bạn, nếu như bạn gửi 10 tỷ trong ngân hàng đi, 9 tỷ mấy trong ngân hàng thì cũng vài tháng là các bạn đã có được 100 triệu rồi, đúng không? Đấy, thì có 100 triệu đúng không ta? Đúng rồi, vài tháng là các bạn đã có được 100 triệu rồi. Nhưng trong khi là kỳ kèo cuối cùng là nếu như mà hai bên không chốt được với nhau thì có phải là cái nhà đó có thể vài tháng sau là không bán được, nhưng mà giá thì không thể lên vài tháng các bạn lên nữa là 11, 12 tỷ thì ai mua, đúng không nào? Nhưng mà 10 tỷ mà cứ để như vậy hồi vài tháng sau bán không được thì có phải là cũng như đó không? Cái tiền lãi mà các bạn 9 tỷ mấy gửi được vài tháng 100 triệu thì cũng như vậy à? Thì các bạn phải biết cái cách này để tư vấn cho chủ nhà nữa, các bạn phải nói như vậy cả. Đấy, rồi. Tiếp theo thì các bạn phải khẳng định một lần nữa, các bạn lúc này các bạn sẽ dẫn khách hàng đi xem những căn nhà, có thể là các bạn họ thích nhà rồi, nhưng mà các bạn phải dẫn họ xem những căn xung quanh để các bạn so sánh với họ, đối chiếu với họ. À, căn này là như thế nào nè, đây căn này nè, có những cái đặc điểm như thế này nè, đó, nó không phù hợp với nhau, đó, căn này giá như thế nào, cao hơn như thế nào. Thì các bạn sẽ dẫn họ đi một vòng như vậy để làm gì? Để so sánh với cái căn mà họ muốn mua, cái căn họ đang trả giá, để họ thấy một lần nữa là cái căn họ đang muốn mua là nó tốt như thế nào và nó phù hợp như thế nào. Đấy, để cho người ta biết các bạn nhé. Và tương tự với chủ nhà cũng vậy, thì các bạn làm việc với chủ nhà thì các bạn cũng phải so sánh để chủ nhà biết á, là cái căn nhà của họ đó, cái căn này cũng đang bán này, thị trường này nó bán cái căn này đang bán này, giá nó thấp hơn như thế nào này. Nói chung thì tùy, lúc này thì tùy, đúng không nào? Rồi các bạn so sánh thì tất nhiên là các bạn phải lựa những cái căn mà ít giá hơn. Đấy, ví dụ như tư vấn này nọ, để cho họ thấy được cái căn nhà của họ đang rao với giá cao hơn thị trường như thế nào. Đó, quay lại cái bước đầu tiên, đúng không? Các bạn định giá căn nhà thì ví dụ như căn nhà đó các bạn thấy là khách
mà trả giá đúng bằng với giá thị trường nhưng mà chủ nhà rao cao hơn, thì lúc này các bạn phải cần phải nói chuyện với chủ nhà và so sánh với những cái căn xung quanh. Các bạn làm một khu vực đó thì các bạn thừa biết những căn nào đang rao bán đúng không nào, thì các bạn phải so sánh với những căn xung quanh để cho chủ nhà biết là à cái căn của chị đang rao cao hơn với giá thị so với giá thị trường này chị, thì chị phải điều chỉnh một xíu cho nó xuống để nó phù hợp với cái giá của khách trả. Đấy. Và tương tự đối với chủ với khách hàng cũng vậy, nếu như mà khách hàng trả không tới trong khi giá thị trường là 10 tỷ hoặc như trả 9,5 tỷ, thì các bạn lúc mà các bạn đi xem xung quanh để đối chiếu thì các bạn cũng sẽ nói là sẽ biết là à, cái giá như đây nè, cái giá anh đang trả là thấp hơn so với thị trường mà chưa nói là cái căn này nó phù hợp với anh nữa, thì anh nên lên giá một tí để cho nó phù hợp với giá thị trường và hai bên có thể gặp nhau ha. Rồi thì quay lại cái bước thứ hai lúc nãy tôi nói, nếu như mà cả hai bên cái tính tình hai bên cùng cứng với nhau thì sao? Đấy, hai bên tính tình cũng cứng rắn và không may nhà chị trường may nào thì sao? Thì đến những lúc như thế này á, thường tôi sẽ dùng những cái bước cuối cùng, cái cách cuối cùng đó là cho hai bên gặp nhau, cứ sắp xếp cho hai bên gặp nhau. Vì những gì chúng ta có thể làm thì chúng ta đã làm, và nếu như chúng ta nó là nằm ngoài tầm khả năng của chúng ta, ví dụ như là cả chủ nhà hay khách hàng cũng đều không nói lý và họ cứ băm băm theo cái ý kiến của người ta mà người ta không quan tâm giá thị trường như thế nào, không quan tâm là họ giá họ trả thấp như thế nào hoặc là cao như thế nào, chủ nhà rao cao như thế nào, họ không quan tâm hết, thì lúc này chúng ta không còn cách nào để mà thuyết phục họ cả, và họ tính tình họ rất là cứng, rất là cố chấp và người ta không muốn nghe chúng ta thuyết phục, không muốn nghe chúng ta giải thích, thì không còn cách nào khác, các bạn phải sắp xếp cho hai bên gặp nhau để người ta tự nói chuyện với nhau. Có thể là chúng ta là những người môi giới chúng ta thuyết phục hoài không được, nhưng mà có thể là lúc đó người ta gặp nhau là người ta sẽ hiểu cái độ khó của cái việc đó là như thế nào. Giả sử có những khách hàng là người ta chỉ nói là em đi làm được giá đó cho anh thì anh chốt, hay là anh cố gắng làm được giá đó, thì mình làm việc với chủ nhà và không được giá đó nhưng mà mình vẫn nói với họ, mình nói với họ nhưng mà họ không tin đó, thì mình lúc này mình phải cho họ vào, họ gặp chủ nhà, họ nói chuyện thì họ mới hiểu được là cái tính tình của người chủ nhà này khó như thế nào và không chịu bớt như thế nào. Đấy, cũng tương tự như với trường hợp chủ nhà thì chúng ta phải nói với, ban đầu chúng ta nói là khách này, khách em trả tới chừng đó khó lên lắm mà họ không có tin, họ kêu ở không được thì thôi, thì mình phải cố gắng sắp xếp cho họ gặp nhau để họ nói chuyện. Lúc này á thì họ sẽ tự điều chỉnh, họ nhìn thấy cái tính cách cũng như là thái độ của người đối phương và họ tự điều chỉnh. Đấy, thì cũng có những cái trường hợp, một số trường hợp xảy ra nó vô nó bị khớp, tức là giả sử như lúc nãy 9,5 tỷ với 10 tỷ và hai bên vẫn vô vẫn cứng mà khó gặp, thì lúc này thì chúng ta sử dụng với phương pháp mà đàm phán, cái bước đàm phán đó là cái bước mà tiền mặt là vua, các bạn còn nhớ mà. Nếu bạn đã chưa xem thì các bạn có thể xem lại cái 14 tiểu kỹ đàm phán của tôi. Thì đến lúc này khi mà người ta đã nói bạn bằng lại nhưng không được á, nhưng mà cái bước cuối cùng mà khi mà khách hàng đặt tiền mặt lên bàn á, giả sử như người ta đặt 1 tỷ để cọc, thì lúc đó là biết đâu là câu chuyện sẽ khác các bạn nhé. Khi mà đàm phán người ta cầm theo tiền mặt, lúc nào câu chuyện cũng sẽ rất là khác so với nói chuyện suông. Nói chuyện suông thì có thể là người ta sẽ nghĩ là anh trả xong cái giá đó, tôi cho anh cái giá đó nhưng anh về vì sao anh không mua nữa thì sao, thì nhà tôi mất giá hay là sao. Nhưng một khi khách hàng đã đem tiền để lên bàn thì chắc chắn là người ta đã thể hiện sự thiện chí của họ, là người ta chắc chắn sẽ mua, và chủ nhà sẽ đã thấy được điều đó, thì người ta nói người ta sẽ đến lúc này thì bạn cũng sẽ để tiền mặt lên bàn đúng không, thì các bạn cũng sẽ quay lại cái kiểu thuyết phục đó là nếu anh chị bây giờ không đồng ý thì chỉ có một cách nhau vài trăm triệu thôi, nhưng mà biết đâu một năm hai năm sau anh chị không bán được, hay là vài tháng sau anh chị không bán được, thì bây giờ có thể anh chị bán, anh chị lợi lãi ngân hàng, thì anh chị đó có thể là có được số tiền đó. Thì lúc này người ta mới cảm nhận là cũng đúng, bạn môi giới này nói đúng, và số tiền trên bàn đó mình đồng ý là người ta đã cọc liền là số tiền đó là của mình, thì người ta lúc này người ta có thể là người ta thấy tiền mặt và người ta sẽ đồng lòng, và cái có khả năng cao là sẽ chốt được cái điều đó. Thì có thể là đâu đó người ta bên khách sẽ mua lên một tí là 9,7 tỷ chẳng hạn, thì người bán sẽ giảm xuống là còn 9,8 tỷ hay là 9,750 tỷ, hai bên khớp nhau. Đấy, lúc này là câu chuyện nó sẽ đi đến dễ dàng hơn các bạn nhé. Thì trên đây là những cái bước tôi gọi là những năm bước ha, để khi mà chúng ta giải quyết những cái trường hợp mà giá của hai bên gần khớp với nhau rồi, nó rất là khó và sẽ lên. Tất nhiên là khi mà các bạn va chạm với thực tế sẽ có rất nhiều trường hợp khó khăn hơn nhiều, và cái nó chua cay hơn nhiều, rất là khó nhiều ấy. Nhưng mà các bạn làm dần các bạn sẽ quen thôi ha. Thì đây là những cái bước mà tôi có thể tóm gọn để cho các bạn, những cái người mới mà có kinh nghiệm, các bạn có thể hình dung được những cách làm như thế nào ha. Thì như thường lệ đây là những cái YouTube hay có đề xuất những cái video mà nhiều người thích, thì nếu các bạn thấy cái video này hay thì cho tôi một like các bạn nhé, để có thể là chia sẻ những kiến thức này đến những người khác, những người nào có mong muốn biết thêm những nghề mới giúp bất động sản. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.